chào mọi người. Hôm nay Yến có tham gia chương trình múc măng tại Lotte Mart. Hôm nay chương trình múc măng có cho mình thưởng thức cái món cơm nhà. Cơm nhà trong Lotte Mart hôm nay có món gà kho sả ớt kèm cá kho, canh khổ qua và đậu xào. Cùng Yến thưởng thức nha. Yến sẽ thử thưởng thức trước mình của mình là món cá ngừ kho thơm. Cá ngừ kho thơm của mình thấm cay, có vị ngọt ngọt, hơi chua chua của thơm và bùi bùi của cá ngừ. Nói chung món đầu là mình thấy ngon đó các bạn, chắc là ăn thêm một miếng. Giờ mình tới món gà kho nha các bạn. Có vị xả nè. Gà kho cũng rất là thấm và ngon. Nói chung là ở Lotte Mart bán không, vị gà vừa ăn, cay cũng vừa. Rất là vừa vậy. Đậu xào vừa chín tới các bạn, còn giòn và ngọt lắm. Thử nó tan chưa, mình thấy nó tan đấu luôn, ăn ngon được. Chương trình này cũng hay. Bạn nào chưa vô Lotte mình nên vô đây ăn thử. Mình và gia đình mình vô đây thường lắm mà cũng ngon. Hôm nay nó mới thấy chương trình này. Mình sang thử là món cá này ngon nè. Cái trong món nào trong đây mình thấy cũng vừa miệng. Các bạn nào đã vô trong Lotte Mart ăn thử các món ăn của Lotte chưa ạ? Mình thấy là nếu mà chưa thì bạn nên vào thưởng thức thử. Mình thấy cũng phù hợp với gia đình mình lắm, không biết gia đình của các bạn thì nó thế nào, nhưng mà thấy là ăn cũng ngon lắm các bạn. Cá thì mình thấy kho vừa, đúng là thấm luôn á. Cây nè, đồ cây cũng có vừa nè. Cá thì cũng tươi ngon, thơm nữa. Còn gà thì xả,
thơm mùi sả và nấu cũng vừa chín đấy, rất là ngon. Nói chung là món nào chị mình nghe thấy cũng hấp dẫn, cũng phù hợp với gia đình mình, không biết là gia đình bạn sao. Còn có cái món khổ qua là mình chưa thử thôi. À, giờ những món này là mình đều muốn ăn hết luôn chứ không có muốn bỏ món nào cả, mà không biết là mình có ăn hết nổi không. Nhưng mà để mình sẽ ăn. Chắc mình sẽ lấy thêm một miếng cơm nữa à. Chắc mấy bạn như thế mình ăn hơi nhiều rồi, do là mình thấy cũng thật sự hấp dẫn thôi à. Nói thật là cũng ngon lắm các bạn, cứ vô Lotte Mart mà thử. Ăn đi mang lại mình dụng cũng thích món gà này lắm, kho vừa tới luôn. Mình thích gà là không có kho quá được, để nó còn bị còn cái vị tươi của cái thịt gà. Cá thì kho đúng thấm ngon. Vậy là mình có một cái địa điểm là sau này á, ở nhà mình mà không nấu cơm thì mình biết là địa điểm nào mình sẽ phải vô mua cơm. Mình thấy món canh nó rất hấp dẫn, nhưng mà thói quen của mình phải ăn món canh sau cùng. Mà bây giờ mình rất là nhìn món canh này. Hôm nay cả bộ mình ăn nhiều thiệt.